Chào cả nhà nha. Hôm nay thì kênh TV xin tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn cái thông tin về cái kết quả hai trận đấu giữa đội Úc và Timor Leste. Thái Lan gặp Malaysia ở lượt trận cuối cùng của bảng C vòng chung kết U16 Đông Nam Á 2024 và kết quả như sau. Cái trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia thì Thái Lan đã rất là xuất sắc lội ngược dòng thành công, và cũng như là lội ngược dòng thành công trên cái bảng tỷ số, bảng xếp hạng, với tỷ số thắng Malaysia 3-1 thì họ chính thức vượt qua được Indonesia để giành ngôi nhì bảng, và họ sẽ gặp đối thủ chủ nhà Indonesia ở trận bán kết. Còn cái trận đấu còn lại giữa Úc và Timor Leste thì Úc đã có một cái chiến thắng đậm đà theo như mình dự đoán, là từ 10 trái lên mình dự đoán 10-0, nhưng mà Úc đã thắng tới 12-0 nha cả nhà. Như vậy thì qua đó là cũng đã chính thức có được một cái ngôi nhất bảng và gặp đội U16 Việt Nam của chúng ta ở trận bán kết. Thì trước cái trận đấu này thì mình muốn là gặp Thái Lan hơn so với Úc, tại vì Úc có họ một cái nền bóng đá, họ nói chung là họ đẳng cấp hơn. Nhưng mà thôi, chúng ta không gặp sớm thì cũng gặp muộn ha. Thì nói chung là trong quá khứ thì chúng ta cũng đã từng thắng Úc với tỷ số 6-0 ở lứa tuổi 16 này nha cả nhà. Ở lứa tuổi 16 này nè, là chúng ta đã từng thắng Úc với tỷ số 6-0. Quý vị và các bạn nhớ cái bàn thắng mà Công Phượng đã vượt qua một lần, đã 6 cầu thủ của đội U16 Úc và sút chéo góc không? Cái trái bóng đó là cái trái bóng rất là đẹp mắt. Và chúng ta đã từng thắng như vậy. Nhưng mà cái lứa đó thì quý vị và các bạn biết là cái lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh rồi đấy, thì ăn tập với nhau từ nhỏ tới lớn, cho nên nó rất là gắn kết. Và nó nhỏ tới lớn là nó cái lứa tuổi 15 16 tuổi thì là cái đội của đội bóng của đội U16 Úc á, thì cũng từ nhỏ tới lớn mà chưa chắc đã là tập luyện cùng nhau, có thể là họ rời rạc hơn, và cái thể hình thì cũng không có lớn, không có có lớn con hơn U16 Việt Nam của chúng ta là bao nhiêu. Rồi cũng mới là tập thôi, cho nên là cái kỹ thuật hay là cái kỹ năng chơi bóng đồ này nọ thì họ cũng không có khoảng cách quá xa với chúng ta, cho nên là cái lứa đó là cái lứa mà chúng ta hơn Úc là cái điều bình thường. Cái lứa trẻ nó khác, còn khi mà lớn lên rồi thì thấy lần lần là thấy cái đẳng cấp nó khác liền ha. Cho nên là nói là sao mà chúng ta thắng được giải U mà sao mà vô đội tuyển chúng ta không thắng được Úc. Cái vòng loại thứ ba World Cup vừa rồi thì Úc đã thắng chúng ta tới 4-0 ha, trên sân Úc mà chúng ta thua rất là đậm. Đội tuyển Úc họ tham dự World Cup mà quý vị đấy. Thì bây giờ là cái thông tin là trận bán kết này ha. Trận bán kết á, thì bán kết 1 sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2024, sẽ là cuộc đối đầu giữa U16 Việt Nam và U16 Úc. Còn cái bán kết 2 thì diễn ra cũng vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, nhưng mà diễn ra sau cái trận đấu giữa Việt Nam và Úc, thì vào lúc 19:30 phút sẽ là cuộc chạm trán bán kết 2 giữa Indonesia và Thái Lan. Thì chúng ta hãy cùng xem hai cái trận đấu này như thế nào, và hãy cổ vũ cho đội U16 Việt Nam, và hy vọng rằng Việt Nam của chúng ta sẽ tạo nên được một cái bất ngờ nha cả nhà. Sau cái trận đấu ngày hôm qua với lại là U16 Myanmar đấy, thì theo thông tin mình á, là U16 Việt Nam của chúng ta đã không có một cái tổn thất nào nặng nề, và chúng ta rất là sung mãn để mà thi đấu cái trận bán kết sắp tới với lại là đội U16 Úc. Chúng ta có một cái lợi thế nữa là chúng ta thi đấu trước một ngày á, cho nên là cái thời gian mà nghỉ mà để mà hồi phục lại thể lực á, thì nó dài hơn so với lại là U16 Úc. Còn U16 Úc á, ngày hôm nay ngày 29 mới đá, thì tới ngày 1 là chỉ có nghỉ 2 ngày thôi, còn chúng ta được nghỉ 3 ngày thì được có một cái gì. Và nói chung là quý vị và các bạn yên tâm đi, cái lứa U ấy, đặc biệt là nó còn nhỏ, ví dụ như 16, U 13, 14, 15, 16 á, thì cái khoảng cách trình độ nó không có xa đâu. Cho nên là chúng ta gặp Úc thì cũng như vậy thôi. Mình tin rằng là các cầu thủ trẻ Việt Nam của chúng ta nếu mà thi đấu đúng sức, đúng cái có cái sự gắn kết mình và tập thêm những cái khâu dứt điểm. Thật sự là Việt Nam của chúng ta ngày hôm qua mình có xem những cái trận đấu, đặc biệt là cái trận với lại là U16 Campuchia, cái khâu dứt điểm của chúng ta rất là cùn. Tại vì mình gặp cái đối thủ Brunei, trận ra quân mình thắng tới 16-0 là biết sao không? Brunei họ quá yếu, giống như gan như một cái đội bóng biết đá banh với một đội bóng mà không có biết đá banh gì đó. Thì vào sân thì nói chung là thể lực tất cả những cái gì họ đều thua chúng ta đã thắng tới 16-0 là như vậy. Qua cái trận thứ hai thì Campuchia họ mạnh hơn một tí xíu, thì lại là chúng ta tấn công nhưng mà chúng ta để quá nhiều cái phung phí ở cái hàng công đó. Tới cái trận thứ ba thì huấn luyện viên Trần Minh Chiến cũng đã khắc phục và đã cho học trò của mình tập luyện dứt điểm rất là nhiều.
và hơn là chúng ta cũng đã có được chiến thắng trước Myanmar với tỷ số 5-1. Nhưng mà nếu như mà chúng ta nhìn vào thấy cái tỷ số đó là mãn nguyện rồi phải không? Không có đâu. Mình nhìn là chúng ta vẫn còn rất là cùn trong cái khâu dứt điểm. Nếu như mà chúng ta dứt điểm tốt hơn thì chúng ta sẽ có nhiều bàn thắng hơn trước Myanmar. Cái tiếp theo nữa là những cái pha phối hợp, các cầu thủ của U16 Việt Nam của chúng ta còn rất là quá gọi là cá nhân nha cả nhà, không có phối hợp. Có những cái pha bóng mà đáng để mà phối hợp trong cái khu vòng cấm của người ta. Nếu quý vị và các bạn này thẳng ra nếu như phối hợp thì chúng ta sẽ có được những bàn thắng rất là tốt, rất là nhiều hơn như là cái kết quả 5-1. Nhưng mà cái cầu thủ họ còn nhỏ quá đấy, họ giống gan, họ muốn ghi bàn, họ muốn sung sức ghi bàn đồ này nọ vậy ấy, thì họ không có truyền. Và hy vọng rằng huấn luyện viên Trần Minh Chiến sẽ nhìn ra được những cái điều mà mình cảm nhận, mình thấy, để mà các cầu thủ trẻ Việt Nam của chúng ta sẽ có được một kết quả tốt nhất trước đội U16 Úc sắp tới. Và nếu mà mình tin chắc, nếu như mà đội U16 Việt Nam mà làm được những cái điều, khắc phục được những cái điều đó, thì mình hoàn toàn có thể là giành chiến thắng trước đội U16 Úc đấy. Vì các cầu thủ Úc á, cái lứa U á, thì họ nó mới lớn, các cầu thủ cũng mới lớn lên thôi, rồi á kỹ thuật thì cũng chưa có đọc được học nhiều chẳng hạn như vậy, rồi cái sự gắn kết cũng chưa có nhiều. Còn ví dụ như càng lớn lên thì các cái cầu thủ họ càng hiểu nhau hơn, họ càng tập luyện nhiều với nhau hơn, rồi á cái bài bản so với bóng đá Úc thì họ đào tạo một cái cách gọi là bài bản hơn. Rồi khi mà nó lớn lên rồi á thì các cầu thủ thấy là cái thể hình nó càng ngày nó càng khoảng cách. Ví dụ như cầu thủ Việt Nam của chúng ta tới lứa 15-16 tuổi cao 1m7 đi, cao được 1m60 đi, cầu thủ của bên phía Úc họ cũng là lớn lên, họ cũng 14-15 tuổi, 15-16 tuổi thì họ cũng cao 1m62 thôi. Ví dụ như mình 60 họ 62 thôi thì khoảng cách nó không quá xa đấy. Tức là cái độ cao, cái chiều cao của các cầu thủ thì mình ví dụ như mình bình quân là như vậy. Nhưng mà khi mà lớn lên chừng 20-23 tuổi nó đã trưởng thành rồi á, thì cái chiều cao á mình cùng lắm là mình tới 60 thì mình lên được 70 thôi nha cả nhà, mình lên được 10 phân thôi. Còn các cầu thủ Úc á thì cái từ 62-60 gì đấy thì nó có thể lên 1m8-1m9 là chuyện bình thường, tại vì người nói chung là người Tây, người chợ bên châu Úc là như vậy quý vị đấy. Cao to hơn châu Phi cũng thế, châu Âu cũng thế, cao to hơn chúng ta. Nói chung là Việt Nam của chúng ta thì nhỏ con mà, thì mình phân tích là như vậy. Quý vị và các bạn cũng đừng có gọi là lo lắng quá đấy. Mình phân tích là mình có cơ sở, có rất là nhiều bạn hỏi lại tại sao lại như vậy, thì bây giờ mình trả lời như vậy đấy. Thì quý vị và các bạn nhận định như thế nào, thấy mình phân tích như thế nào thì hãy comment phía bên dưới nha. Đấy, có gì sai sót thì quý vị và các bạn cũng thông cảm. Mình thì nói chung mình hiểu sao thì mình nói như vậy thôi đó. Và bây giờ thì mình xuống cái video tại đây, mình chúc tất cả quý vị và các bạn có một cái ngày thật là vui vẻ và làm ăn phát tài nha. Xin chào, nhớ đăng ký ủng hộ kênh để kênh phát triển, tạo động lực làm những video mới nhất tiếp theo. Xin chào.